Siết chặt kiểm soát dữ liệu riêng tư. Ngày mùng 7 tháng 5, Google đã công bố các biện pháp kiểm soát dữ liệu riêng tư mới cho các dịch vụ của mình, bao gồm chế độ ẩn danh, Incognito mode cho Google Maps và công bố các cam kết bảo mật mới cho các thiết bị phần cứng. Những thông báo này được gã khổng lồ tìm kiếm đưa ra tại hội nghị các nhà phát triển ứng dụng cho Google I/O e thường niên. Cũng tại sự kiện trên, Google đã ra mắt bộ đôi điện thoại thông minh giá thấp nhất từ trước đến nay. Pixel 3a và 3a XL đồng thời giới thiệu những tính năng sắp tới của trợ lý ảo Google Assistant, chẳng hạn như việc đặt thuê xe và vé xem phim bằng các lệnh giọng nói. Dưới áp lực pháp lý ngày càng gia tăng của Mỹ và một số quốc gia khác, Google đã buộc phải tăng cường các biện pháp bảo mật dữ liệu riêng tư cũng như điều chỉnh hoạt động của nhiều lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Google cho biết chế độ ẩn danh có mặt trên Google Maps và Google Search vào cuối năm nay sẽ hạn chế công ty này lưu trữ hoạt động người dùng trong các dịch vụ này đối với các thiết bị sử dụng tại nhà bao gồm loa thông minh máy điều nhiệt và báo động an ninh google đã công bố một trang web mới với các tiết lộ về cách các cảm biến như miczo và máy ảnh trên các thiết bị đó hoạt động ngoài ra công ty cam kết cung cấp cho người dùng khả năng xem lại bất kỳ bản ghi cảm biến nào và xóa chúng bên cạnh đó google cam kết sẽ không sử dụng các đoạn phim video bản ghi âm và cảm biến ghi lại môi trường trong nhà để cá nhân hóa quảng cáo giám đốc quản lý sản phẩm android của google Stephanie Cuthbertson cho biết trọng tâm của các sản phẩm sắp tới của hãng này sẽ nhằm vào bảo mật và quyền riêng tư. Theo Vietnam Plus,